Sao tên nùng ấn mời anh? Ôi, em thấy đang lạ lạ bảo là ô cái nickname của ai đây mà tự nhiên thấy mỗi ghi mỗi chữ tày nùng. Tưởng là giận dính gửi tính gọi nhau lên chửi nhau ấy. Hóa ra là Thế quân mình không. thì Ôi, chửi thế lại anh lắm. nay nay có chuyện gì đấy? Không, em chưa đến giờ đi công chuyện này nên là em lên tám nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Ừ, thì tán đi, tan ai thì cứ tán đi. Đây có anh Nguyễn Công Bình này, anh biết chữ L mà L em không biết L cái gì nữa. Chào tất cả mọi người. Lên tán trai xem có anh nào đẹp trai mình tán để cho có một người bạn trai giống người ta chứ. À, tiếc quá anh già bố nữa rồi. Nói chung là cái chỉ tiêu của em là nó không phụ thuộc vào tuổi, không phụ thuộc tuổi tác. Chết thì chết. Chứ sao? Chỉ tiêu em đưa ra là nó không bao giờ nó lệ thuộc vào tuổi tác cả. Bởi vì với em tuổi tác nó chả là nghĩa lý gì hết. Có những người lớn tuổi thì họ là những người thầy của em này. Họ là những người như kiểu em coi như cha, như chú, như một người anh cả. Nhưng còn có những người lớn tuổi thì em chỉ coi họ là những đứa con nít sống lâu năm thôi đó. Em mới nói như thế. Anh đừng buồn. À, tại vì tính cách của em nó vậy. Tây nung mà. Đây Có giống luôn. ai đâu. Hôm nay Nhưng còn mà có nhiều những ấy người nhỉ, còn nhiều hôm nay wifi hay là 3G ấy, nên nay nay cái con chim. em hả, em mới đăng ký 7.000 ngày đó, thế nên nó nét tẹt vậy này. Có mỗi cây lút thôi mà nó dính như thế này này. Hôm trước đi được cây này này, uống còn chưa Đây hết nữa. đây. Ngày hôm nay trời Viên Lào viên lút Cai mưa quá, mưa 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 đến buồn hết cả người. ở đây cũng mưa mà, ở Bình Dương cũng mưa. Đợt Đây này này. không dám vào mạng nhiều anh ạ. Đi đến đâu cũng thấy hình ảnh của mình nổi tiếng quá, ngại thật. Bảo rồi đừng có sa đà vào những cái chuyện đấu đá linh tinh làm gì cho nó mệt ra, mình cứ cái mục đích của mình làm gì mình cứ làm thôi, mình chống Em được đâu cái đầu trận tạt đai đâu. chống ba que để cái cứ tưng tửng lên để cho người ta hiểu mình rồi nó mới chụp mũi có phải khó, một thất một mình chả cái gì, Em đâu có đấu đá ai đâu. anh Em chả chửi mỗi dại anh tá gì. thôi. Chửi mỗi anh tá thôi mà mà nhiều người vào ghét em quá trời. Chữ tá thì người ta chẳng ghét anh còn ghét bố mẹ nên thì một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam lại đem bị em đi chửi thì có phải là em bôi nhọ quân đội thì Em nói thật mà thực nhé, ra tá thì cũng là em có tôn năm sùng bảy quân đội tá nhé. mà tướng cũng có năm bảy Tá tướng chứ không phải có. là ai là tá là tướng mà cũng tốt cả, hoặc là ai là cán bộ cũng là đảng viên cũng là người tốt, cũng có nhiều kẻ thoái hóa biến chất, cũng có cái kẻ mà tá mà tướng ấy, viên đạn ngày xưa không chết vì đạn của kẻ thù mà chết vì những viên đạn bọc đường có những đồng đô la xanh chẳng hạn đấy, Ừ, đã nói bởi vì thật. tá tá nó cũng là con người mà tướng cũng là con người cả thôi, mà con người thì có đầy đủ cái hỷ lộ ưu ố ái ố chẳng hạn đấy, cũng là con người cũng tham sân si, nếu mà tá mà không đứng vững được trước những cái viên đạn bọc đường hoặc những cái đồng đô la xanh thì nó sa ngã chuyện bình thường, tướng mới còn còn ngã cơ mà cứ gì tá này. Cho nên chúng Tướng ta giờ đừng nghĩ cũng là đang đang xếp hàng đang dài sọc để đi vào lò Bắc Tổng thế. đấy. Đấy là tướng đó nha, Đấy. đấy là cấp tướng không đấy. Thế thì Em chỉ nói một tá thôi. Anh xem có bao nhiêu, có mấy ngàn đại tá, có mấy ngàn đại tá quân đội. Mà tại sao em chỉ nói một người? Bởi vì cho em nên có là lý thôi do thì riêng. thực ra cái bản thân mình nghĩ rằng là mình cũng có những cái điều chưa phải, mà có những cái điều mà mình cũng cần phải làm lại hoặc là học hỏi chỗ khác, cũng có những cái điều sai trái, cũng có những cái điều hỉ hơ ai ố hỉ lộ chẳng hạn đấy, cho nên là thôi thì cũng đừng nên xen vào cái chuyện của người ta nữa đấy. Tập trung vào cái tư tưởng để đi buôn bán lên lấy tiền nuôi con cho nó ngon lành đấy. Nói Chứ chung còn thì em thấy ai không ra gì thì em chửi, tá chứ mấy còn tướng làm sai thì vào lò họ Bác không làm Trọng phân phân tán tư tưởng kiếm tiền nuôi con của em được. Hai điều đấy nó đấy, khác nhau hoàn toàn. ai sai Nó thì không vào không nằm trong một cái bé. lò của Bác Trọng thế thôi,
còn ai đúng thì ta tôn trọng. Chứ còn bây giờ anh nói cái cộng đồng mạng này ấy, không ai biết ai, anh với em chỉ có biết nhau qua mạng này, cái mạng truyền thông này thôi, hoặc mọi người cũng thế thôi. Để gặp nhau ngoài đời nó cũng rất là ít để gặp nhau được. Chúng ta chung cái mục đích chống cái luận điệu chờ xuyên tạc của kẻ thù. Đấy. Chưa biết được về nhau nó như thế nào. Có những người tưởng là nó thế này nhưng nó lại ra thế khác. Anh nói thực sự đấy. Có những người tưởng là tốt, có những người thì lên mạng nói là đối với tình bạn chúng ta là mãi mãi. Đấy. Tình bạn chúng ta là chân thành, nhưng mà khi mà không là bạn nữa, bất đồng cái quan điểm nào một chút nào nhau thì bắt đầu lên mạng đấu tố. Lúc thân thiết thì chia ngọt sẻ bùi, có những câu chuyện to chuyện nhỏ cũng chia sẻ với nhau. Đến khi thì bất đồng quan điểm thì lại bắt đầu nôi những chuyện đấy nó ra để mà đánh phá. Thì có những người như thế thì mình cũng không thể tin tưởng ai bất cứ cái gì. Thôi thì cứ mục đích của mình thế nào thì em cứ làm thế thôi. Mục đích của em chống được để xuyên tạc thì em cứ chống. Mục đích là kiếm tiền nuôi con thì em cứ nuôi, cứ kiếm thế thôi. Chứ còn những cái gì mà nó cao quá tầm của mình ấy thì tốt nhất là mình cũng không nên sa đà vào những cái chuyện của người khác chẳng hạn. Bởi vì bản thân mình đôi khi cũng có những cái khiếm khuyết. Bởi vì cơ thể con người ấy, cái con người ta là một sản phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa dành cho con người. Thế mà đâu đó trên thân thể chúng ta có những cái vết sẹo của thời gian, hoặc vết sẹo của những vết ghẻ lở hác nào. Đấy. Hoặc những cái vết mà ngày xưa mình đá cái nọ vào đúng cái kia thì nó cũng chưa thể hoàn thiện được. Thế do vậy thì mình nhìn người khác, mình chỉ nhìn những cái mặt tốt của họ thôi. Còn những mặt hạn chế của họ mà tham gia được thì tham gia, mà không tham gia được thì tốt nhất là chúng ta cứ để đấy. Cứ để đấy, ai cũng có những cái tôi của mình. Mà động đến cái tôi còn là động đến những cái nói như thế nào nhỉ? Cái lòng tự trọng của người ta. Thế tốt nhất là thôi em ạ. Thôi, mình tập trung vào chuyên môn đi. Tập trung chuyên môn. Một ngày bán được mấy cái tủ lạnh, mấy cái máy giặt. Đấy. Thì ra là mình kiếm tiền, không phải là mình kiếm bằng mọi giá. Đúng không? Mình mua 1 triệu, mình bán được triệu, 1 triệu 2, thì mình kiếm được đồng ra đồng vào để cái công mình đi lại nó đỡ phải làm vất vả thế thôi. Chứ còn mình không phải buôn gian bán lậu, hoặc là mình không phải là đi lừa thầy phản bạn. Cái quan điểm mỗi người nó khác nhau, anh nói thật với em đấy. Cả nhà em bây giờ có 2 đứa con thì 2 đứa con của em ấy là nó cũng có những tính cách khác nhau, có những suy nghĩ và cách làm khác nhau. Do vậy thì mỗi người có một suy nghĩ và cách làm khác nhau, ai hiểu sao thì hiểu, chứ mình đừng bắt người khác cũng hiểu như mình. Còn đấu tranh trên cái mặt trận truyền thông này đối với những kẻ thù ba que xỏ lá như thằng Benny Trương, thằng Tân Thái thì thực ra đấu nó cũng dễ. Đấy. Chúng nó chỉ được 15 phút là nó hết hết nó hết ý rồi, nó chỉ có mấy cái ý đấy thôi. Đấy. Chứ còn đối với anh em mình, người người trong nước, người ta gọi là khôn ngoan để đá đáp người ngoài, mà gà cùng một mẹ là chớ ngoài đá nhau. Mình cùng một mục đích thì tốt nhất là thôi là mình cũng kìm cái lòng mình xuống. Tá hoặc tướng sai thì đảng nhà nước người ta trị tội, lò bác Trọng đang cháy đùng đùng, củi tươi còn cháy. Thì vậy thì chúng ta cứ để đấy đi, cứ để đấy đi. Những cái gì mà mình lên án được thì mình lên án, mà nó rõ ràng mình lên án. Còn cái gì mà nó đang ở cái mức nâng nửng như thế thì thôi, tốt nhất là mình cũng tránh xa nó ra, tránh xa cái thị phi của xã hội, tránh xa cái thị phi của cộng đồng mạng này em ạ. Theo anh nghĩ thì nó nên thế, cho dù là anh em mình cũng đã gặp mặt nhau một lần, cũng đã uống được một chén rượu ngô của đất Hà Giang, biết thế nào là rượu nặng, biết đã được miếng thịt canh ngan của người con gái Hà Giang. Cảm nhận được những cái ngọt bùi và những cái đắng cay ở trong đó. Anh mà cứ nói thế mai mốt một số người lại đòi em làm lại mệt nữa. À, không phải đòi không đấy, chứ chẳng qua là anh vô tình được hưởng thế thôi. Chứ là hôm đấy là đi đâu cả nhỉ, hôm đấy là bọn anh đi đi Lạng Sơn về đúng không, đi Lạng Sơn thì cũng nhân tiện Hôm gặp đấy em trên anh đường vào Sài Gòn, cái đường phải Sài Gòn. Thì anh em cũng làm một cái
bữa cơm thân mật để tiễn đưa người con gái Tây Lùng ở tận vùng cực Bắc của Tổ quốc ấy trở lại nơi miền Nam thân yêu để làm việc và công tác. Cũng rất là may mắn là được thưởng thức những cái món đấy, cái của em. Thế nhưng về từ cái đấy thì xuất phát từ cái đấy thì khuyên chân thành một điều rằng này, anh cũng chả dám khuyên ai, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình để mà nói lên những cái suy nghĩ của mình. Để cộng đồng làng này nó cũng như một cái xã hội thu nhỏ mà em, nên nó cũng có con người thế này người thế khác. Ở xã hội ấy, thì nó cũng có kẻ phản động, người yêu nước, mà chưa chắc những người phản động là những người không yêu nước, đúng không? Chưa chắc những người yêu nước đã là không phải là phản động. Thì họ yêu nước nó như thế nào mà thôi. Đấy, những kẻ phản động thì nó xưng danh là nó là người yêu nước, nó là người yêu nước. Thế những người yêu nước ấy, thì nó bảo người yêu nước là phản động. Thế những người yêu nước lại bảo nó là phản động. Cái chuyện đó mình cũng không biết được. Nhưng hiện nay thì mình thì nhìn thấy cái xã hội bây giờ hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta đang lãnh đạo nhân dân đã thực hiện cái con đường đổi mới, xây dựng nền đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, rất là tốt. Mà hơn nữa trải qua từ năm 1945 đến năm 1975, 30 năm. Và đến nay là cũng đi 3 4 5 44, cũng hơn chuẩn bị 6 bước vào 44 hơn năm. đấy, gần 44 năm rồi, giờ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì cái công lao của Đảng Cộng sản nó rất lớn với dân tộc chúng ta. Đã đưa nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mặc dù ở trong cái công cuộc xây dựng đất nước này nó có những lúc khó khăn, gian khổ và có những lúc nó thế này thế khác. Nhưng Đảng họ cũng là con người cả thôi. Nhưng vị lãnh đạo cũng là con người như chúng ta cả thôi, nhưng trách nhiệm họ lớn lao hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì mình nhìn thấy là Đảng và Cộng sản Nam đang lãnh đạo nhân dân rất tốt. Rất tốt. Mặc dù đâu đó còn những cái kẻ mà tham ô, tham nhũng, rồi là đi lại cái ngược lợi ích của nhân dân, thì dần dần rồi chúng sẽ phải là chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Chứ nhìn ra cả thế giới thì nó thực ra là đâu đâu cũng có những cái hành hành vi tham nhũng. Nước Mỹ có tham nhũng không? Có chứ. Đấy, vừa rồi em xem đây, tướng hải quân của Mỹ còn tham nhũng cơ mà. Tướng hải quân của Mỹ còn tham nhũng. Cho nên cả rồi còn không khí ô nhiễm thì chính đất nước nào, những đất nước mà công nghiệp phát triển mạnh thì đất nước ô nhiễm không khí lớn nhất, phá hỏng tầng ozone lớn nhất. Vậy thế là cho nên là chính phủ Mỹ không dám ký vào cái hiệp ước chống biến đổi khí hậu toàn cầu, đấy, cái hiệp ước Togo đấy, toàn cầu. Bởi vì nếu như thế thì nước Mỹ phải giảm cái phát triển công nghiệp để không thải ra cái kia để phá hoại cái tầng ozone. Đấy, thải ra khí nhà kính phá hoại tầng ozone. Cho nên Mỹ không ký vào hiệp ước Kyoto ở chỗ đó. Thế thì nước nào mà trong đó Việt Nam chúng ta là người rất là hăng hái ký về Kyoto của Nhật Bản để chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Đấy, mà Mỹ họ không 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 làm cái việc đó. Không làm việc đó. Chính những nước công nghiệp phát triển thì là những nước thải ra cái hiệu ứng nhà kính lớn nhất. Mà cái Nam California đây là một những nơi mà ô nhiễm khí hậu lớn nhất thế giới. Chúng ta phải xem thế. Còn lũ lụt ở đâu cũng có, tham nhũng ở đâu cũng có. Thì nhìn lại người ta bảo là trước khi nói là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đấy, thì mình trước khi mình muốn nói xấu một cái ai một cái gì đó mình trách lại mình và sờ đến gáy của mình đấy. Nếu gáy mà nó phẳng nì nó không có chỗ trũng xuống thì tôi nói người khác được, tôi gáy mình nó cũng trũng một tí này thì thôi. Tham gia để tham gia, không tham gia thì thôi. À, chào chú Michael Bách nhé, lâu lắm mới không gặp chú. Đấy. Thế thì đất nước nào cũng thế thôi, trong cái sự phát triển cái guồng quay phát triển xã hội. Đấy. Về nhu cầu thì có hạn và vật chất thì hữu hạn. Ai cũng muốn đấy, ai cũng muốn có những cái mà vật chất để mà đảm bảo cuộc sống mình tốt hơn thôi, chứ không ai kể cả mình nên đôi khi mình cũng muốn lúc nào đó mình cũng là tham nhũng. Bởi vì mình phải định nghĩa hành động hành vi tham nhũng là hành là như thế nào.
Tham nhũng là mình tiêu những đồng tiền và dùng những đồng tiền không phải do mồ hôi nước mắt của mình, không phải trong bàn tay trí tuệ của mình làm ra. Đấy. Mà người ta nói nếu là những người có quyền thì tham nhũng theo người có quyền. Đấy. Những người nông dân thì tham nhũng được ở nông dân, nếu như công nhân mà không tham nhũng được tiền bạc, tham nhũng về thời gian, đấy cũng là tham nhũng. Đấy. Buôn bán Cho nên thì là cũng có kiểu tham nhũng của những người buôn bán. đúng rồi, buôn gian bán đậu mà, đúng này, đúng, buôn gian bán đậu, cái chuyện đó đương nhiên. Đấy. Các cụ người ta ngày xưa đã nói là thật thà cũng thể nái trâu, mà thương nhau cũng thể làng dâu mẹ chồng. Đấy. Đương nhiên cái chuyện đó là nó không nằm ngoài ở cái mục đích để kiếm tiền của mỗi một con người. Bản thân chúng ta ai cũng thế thôi. Đấy. Đi mang ra chợ, mang hàng hóa ra chợ bán cũng muốn là hàng của mình ngon hơn hàng hàng xóm. Đúng không? Cũng ăn nhân đương nhiên này. Đấy. Bà mẹ có đứa con gái nào cũng khen con gái tôi đẹp, là người đẹp lết, tính tình thật thà thẳng thắn, đấy, trung thực, để trung thủy, đấy. Ai cũng muốn được con mình tốt cả thôi. Đấy. Thế còn mà những cái nó bộc phát ở trong cái một lúc nào đó thì chúng ta cần phải kìm lại nào mình. Em hỏi anh rằng là bản thân anh có tốt hay không? Anh chưa chắc, anh chưa chắc. Đấy. Một lúc nào đó cái lòng tham con người ta nó đẩy lên, đấy. Con người cơ mà. Khi mà ta lòng tham nó đẩy lên thì ta trở về cái con. Đấy. Ta trở về thú tính. Thế còn khi mà chúng ta làm những việc tốt thì cái lý tính nó thắng cái thú tính thì chúng ta làm được việc tốt thôi. Đấy. Thế nên con người thì đừng nên nói hay bất cứ một điều gì cả. Đừng nên nói trước bất cứ một điều gì cả. Thế do vậy anh cũng khuyên Tài Lùng là vì chúng ta ấy là cái người dân Việt Nam máu đỏ da vàng cùng hiện nay sống trong cái chế độ này, sống cho đất nước này, đất nước đã trải qua bao nhiêu đau thương tang tóc từ những năm tháng đấy, lầm than trong nô lệ, chắc em sinh vào cái thời kỳ là cũng là hòa bình, chứ em không hiểu được những năm tháng chiến tranh nó cực cực như thế nào. Chính cái lứa tuổi bọn anh là những người sống trong những cái thời kỳ chiến tranh và được nghe kể lại trong cái thời kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp nó bóc lột cho dân ta nó như thế nào. Đấy. Còn chiến tranh chống Mỹ thì bọn anh đang chứng kiến được cái khổ cực. Đấy. Cuộc sống đói nghèo. Đấy. Từ ngày hòa bình lập lại đến nay, và từ ngày Đảng Cộng sản mà lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành độc lập. Đấy. Và năm 1975 Giang Sơn thu về một mối, thì cái cuộc sống nhân dân thay đổi từng ngày. Đấy. Tự hỏi xem ở nước Mỹ liệu có được nền kinh tế đồng đều đến như ở Việt Nam hay không? Chắc là không. Ở vùng sâu vùng xa của nước Mỹ làm sao mà có thể phát triển như vùng sâu vùng xa của Việt Nam được? Đấy. Mặc dù ở đâu đó có những thành phố ở nước Mỹ họ giàu có, nhưng họ giàu có bởi vì sao? Đấy. Đất nước Mỹ là đất nước nó đã độc lập cách nước ta hàng mấy trăm năm rồi, mà trước khi độc lập nó đã là một cường quốc thế giới rồi, mà nó chuyên môn đi ăn cướp của người khác, một nước khác để nó về nó xây dựng nước Mỹ thì làm gì nó không giàu. Thế chúng ta là tự lực tự cường, tự lực cánh sinh, tự mình đứng trên đôi chân của mình, mà đến nay chúng ta là phát triển như thế này, anh em và mọi người chúng ta chấp nhận được cái cuộc sống như thế này đó là tốt, và chúng ta mong rằng đất nước ta sẽ như là con rồng trong á để vươn lên với các cường quốc năm châu. Mà trong khi đó một cái thế lực thù địch ở ngoại bang nó cứ chĩa mũi dùi về, nó thổi phồng và bóp méo cái sự, và trong phá hoại cái cuộc sống bình yên của đất nước. Thì chúng mình cùng chung một cái mục đích để chống cái luận điệu xuyên tạc như thế, thì thôi cứ cái đường như thế mà đi thôi em ạ. Đường như thế mà đi, chứ cũng không lan man vào chuyện này chuyện khác nào. Anh chưa bao giờ nên đấu tố ai, hoặc chưa bao giờ có thể là nên nói như thế này đấy khác. Đấy, chỉ có mỗi một cái chuyện là bức xúc là cái cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử và Ông Đêm An Nương thôi. Đấy. Chứ còn không có cái gì là cái nói về yêu nước đấy. Mình không nói chung, mình cũng không nói chung các kiểu ở hải ngoại. Thực sự cái lực lượng mà chống cộng cực đoan hải ngoại nó còn rất ít thôi. Còn đa số là bà con đã biết là đất nước phát triển như thế nào và rất muốn về quê hương đất nước. Đấy, đất nước. Đấy, bằng chứng là rất nhiều những kiều bào nước ngoài đã mang tiền về để xây dựng quê hương, đấy, để kinh doanh,
và sản xuất những cái đầu tư những cái nhà máy đầu tư vào vào quê hương để phát triển quê hương đất nước. Chỉ có một số những cái thành phần mà ăn không ra mà làm không lên đấy, thì chúng chống đối lại đất nước mà thôi. Sao cứ nghe mãi không nói gì đi, cứ anh nói mà đọc diễn à, nên nhà em đọc diễn thật, anh live stream mà đọc diễn còn hơn. Anh nói hay quá, em chỉ biết nghe thôi, nghe để học ấy, em nghe để em Không, học á. thực ra anh cũng không có gì mà hay cả đâu, mình chỉ nói lên bằng cái tình cảm chân thật của mình, bằng những cái thực tế cái cuộc sống của mình đã trải qua. Đấy. 60 năm cuộc đời nó là dài lắm, nhưng dài nhưng mà là rất ngắn. Đấy. Bởi vì chúng mình có cái cuộc sống ngày hôm nay thì phải nói được bớt bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã hy sinh để có cuộc sống ngày hôm nay. Em ở Vị Xuyên thì em biết rồi, những năm kháng chiến chống Mỹ, những ngã ba Đồng Lộc, những hang Tám Cô và những trận chiến Dốc Miếu Quần Tiên, đường chín Khe Xanh, những cái địa danh đấy không thể nào quên của anh được. Còn ai mà ở đất Hà Giang của em cũng không thể nào quên được cái mặt trận Vị Xuyên năm 1988, đúng không? Anh nhớ năm 1988, thời gian đấy cả thành phố Hà Giang tan trắng cả một vùng. Đất nước ta đau khổ lắm, đau xót lắm. Để có được ngày hôm nay chúng ta phải trả bằng máu, bằng xương, bằng máu của những người cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên toàn đất nước. Không kể dân tộc Nùng, Dao, Tày, Kinh, Thổ, Lô Lô, Khmer và tất cả các dân tộc khác ở Việt Nam. Đấy. Không kể. Mọi người chúng ta cùng nên đứng lên để xây dựng đất nước này. Mặc dù đâu đó có những cái chuyện này chuyện khác để cho cái bè lũ thù địch ngoài nước chúng nói, chúng xuyên tạc. Những cái vấn đề hiện nay trong nước này, ví dụ như thi cử tham nhũng, các tướng phải ra hầu tòa, các cán bộ phải đứng trước vành móng ngựa. Đấy là chúng ta tìm thấy được trên cơ thể con người chúng ta để chúng ta phát hiện, chúng ta tiêu diệt những cái vết ung nhọt trên cơ thể con người chúng ta. Chúng ta có nấp niêm nó đấy, chúng ta công khai cơ mà. Cho nên bọn chúng nói rằng là thế nọ là thế kia, rồi chúng nói là hiện nay là Formosa là ô nhiễm. Thế anh mới thử hỏi rằng đối với chúng nó xem, có phải Formosa nó đầu tư hàng tỷ đô la vào cái nhà máy sản xuất thép Formosa mà chỉ vì một cái sự cố môi trường như thế mà nó mất cả cái gần đấy tiền hay không? Có ai như thế không? Em đi buôn, em có muốn mua một cái tủ lạnh em bán cho người ta, sao em bỏ thuốc độc vào đấy để mất cả cái tủ lạnh của em không? Không phải không em? Đấy. Thì các nhà máy xí nghiệp của nước ngoài họ đầu tư Việt Nam nó cũng thế thôi. Còn sự cố môi trường nó là sự cố môi trường và đã phải khắc phục cái sự cố môi trường đó. Mà chúng nói hiện nay là biển đã chết và cá đã hết, mình phải nói như này, bọn chúng nó ngu đấy, hết chỗ nói. Khi xả thải ra môi trường thì theo cái dòng hải lưu và cái quy luật nó hòa tan trong 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 Thái Bình Dương hết rồi, đâu còn, đúng không? Đâu còn. Chúng nó chỉ mượn cái cớ để nó chống phá đất nước chúng ta, nó làm đất nước ta loạn lạc, kinh tế không phát triển, nhân dân sống trong nghèo khổ. Chúng nó cho nó yêu gì đất nước chúng ta đâu, nó yêu cái bản thân nó, cho thỏa cái mối căm tức căm thù của thế hệ cha anh nó đã phải tuột quần đua cảng chạy hơn 43 năm có lẽ thế thôi. Và chúng nó mơ ước một ngày nào đó chúng nó như cha ông chúng nó, ăn trên ngồi chốc, về nước để bóc lột lại nhân dân như những năm tháng trước năm 1975. Thế thôi, chứ chúng nó có cái gì để chúng nó yêu nước? Chúng yêu bản thân chúng hết thôi. Chứ còn hiện nay chúng ta đang làm rất tốt. Bác Trọng đang làm rất tốt về công cuộc chống tham nhũng trong đất nước chúng ta. Mà đất nước chúng ta hiện nay là ngày càng phát triển, ngày càng phát triển, chứ không phải chúng ta nằm yên như thế này. Mỗi một năm, mỗi một tháng, anh chỉ cần 2 tháng ở Lào Cai không về đất Hà Nội, chúng ta đã thấy khác rồi. Đã thấy khác rồi. Chứ không phải là 1 năm. Huống chi là cái bọn chống cộng hải ngoại chúng nó 43 năm, 30 năm
chưa một lần về đất nước Việt Nam. Chúng nó chỉ nghe những thành phần dân chủ của trong nước, những thành phần chống lại sự bình yên của đất nước ở trong nước xuyên tạc và chúng thổi phồng lên mà thôi. Đấy, chúng có nhìn thấy đâu, người ta bảo gần mực thì đen và gần đèn thì sáng. Chúng chỉ nghe những cái bọn vớ vẩn ở trong nước, nhìn thấy những cái tiêu cực trong nước, nhìn thấy chỉ một chút thôi, nhìn thấy một chút thôi, không nhìn thấy tổng thể. Và chúng hô hào đến ngày 2 tháng 9 năm 2018 này chúng sẽ biểu tình để lật đổ. Và hơn nữa là ngày 8 tháng 8 năm 2018 chúng tuyên bố rằng là đất nước Việt Nam sẽ thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa cộng sản. Mà hiện nay là 16 giờ 12 phút chiều ngày 8 tháng 8, gần hết ngày 8 tháng 8 năm 2018 rồi, tình hình cả nước vẫn yên tĩnh như không. Đấy. Mọi công việc anh em chúng ta vẫn làm, vẫn thoải mái, vẫn vui chơi, vẫn con cháu vẫn học hành, công nhân vẫn làm việc. Đấy. Chúng ta vẫn ngồi đây để nói chuyện với nhau như thế này chắc là cũng không có gì. Chúng lại hô hào đến ngày 2 tháng 9 năm 2018 chúng tổng biểu tình trên toàn quốc. Đấy. Và chúng bạo động hơn là chúng hô hào mang bom xăng, mang kim tiêm ra đường. Liệu chúng có làm được vấn đề đấy hay không? Nhưng mong nhân dân chúng ta hết sức cảnh giác. Đấy. Hết sức cảnh giác để mà chống lại những cái thành phần dân chủ của trong nước và những thành phần chống cộng hải cực đoan ở hải ngoại. Thỉnh thoảng lên mạng nhìn thấy cái tút của Hoa Triệu, Hoa Triệu cũng định khuyên nhưng mà thôi cũng chả khuyên, anh ít rất y còm, ít khi còm vào nhà khác. Thế hôm nay tiện đây thì cũng nên nhắn nhủ với người em gái xứ vùng cao một đôi điều như thế. Hãy giảm cái tôi đi một chút, giảm cái tôi đi một chút, không sa đà vào những cái công cuộc mà lời qua tiếng lại. Bây giờ người ta chưa hiểu mình, nhưng có đến lúc người ta sẽ hiểu mình. Mình cứ sống đúng với cái tâm của mình đi, cái tâm của mình đi, là người ta sẽ hiểu mình. Chứ mình không cần phải cãi lại, không cần phải thanh minh, và thanh minh là tự thú. Quan điểm của anh là thanh minh là tự thú. Đừng bao giờ mình thanh minh bất cứ một điều gì cả. Đừng thanh minh em ạ. Đừng thanh minh. Chúng ta cứ lặng im và chúng ta làm theo đúng cái mục đích của mình, cái lý tưởng của mình, cái con đường của mình đã chọn. Ta cứ đi thênh thang như thế. Bên đường chó cắn, nó trong hàng rào nó cắn, chó cứ cắn, ta cứ đi, để lại đàn chó phía sau. Đấy. Thế thôi. Còn nếu như thỉnh thoảng ấy, không muốn chó nó không cắn nữa, thỉnh thoảng quảng khúc xương cho chó nó tranh nhau, nó gặm nó hết cắn chúng ta. Cho nên đừng đừng có mà sa đà vào những cái chuyện nó vô công như thế. Thời gian đó để mình tập trung vào cái công việc tốt hơn, cái suy nghĩ làm cách nào để phản biện với cái bè nũ dân chủ của trong nước và cái bè nũ chống cộng cực đoan ở hải ngoại nó tốt hơn, và phòng ngừa những cái gì mà chúng đề ra hoặc chúng hô hào nhân dân. Ví dụ như 1, 2, 3 biểu tình, chúng ta nghĩ xem chúng ta sẽ phản biểu tình bằng cách như thế nào. Tuyên truyền vận động những người quanh ta, những người thân của chúng ta đừng nên nghe những lời xúi bẩy của bọn chúng, tránh phải vướng vào vòng lao lý vòng pháp luật. Đấy là một cái hành động đúng đắn nhất, đúng đắn nhất. Chứ những ở trên mạng này, nói thật với em rằng, với cả các bạn rằng, chúng ta có thanh minh, có nói như thế nào đi chăng nữa, không ai đúng, mà cũng chẳng ai sai, chả ai làm quan tòa để mà phân tích cho người này đúng. Ai thích em thì nói em là đúng, những người không thích em là nói em là sai, đúng không? Đấy, không thể nào mà người ta phân người cho con Hoa Triệu nó nói đúng, con Tày Đùng nó nói thế mà đúng. Có thể anh thích em, anh hợp với tính cách của em, anh cho cái suy nghĩ của em là đúng, nhưng đối với những người khác người ta bảo đấy là sai, em là ba que, em là VHK, là VHB, là VHC. Đấy, cái nó chụp mũ ngay. Đấy. Cho nên đừng nam man vào những cái chuyện đấy. Thôi đường em cứ đi. Mình đã xác định được con đường mình đã chọn. Đấy, là chống luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Một con đường mình rộng thênh thang như thế. Và con đường quan trọng nhất là con đường kiếm tiền để nuôi con, nuôi sống bản thân mình. Chính hành động đó là cũng hành động yêu nước. Ta kiếm bằng những đồng tiền chân chính của mình để ta nuôi con mình học tốt, làm người có ích xã hội,
đấy là chúng ta đã yêu nước, nó góp phần một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc yêu nước và công cuộc bảo vệ đất nước của chúng ta. Và chúng ta kiếm cái đồng tiền chân chính của mình, ta không buôn gian bán đảo, ta không làm cái điều gì ảnh hưởng vi phạm pháp luật, đấy chúng ta cũng yêu nước. Chứ không phải chúng ta lên mạng chúng ta cứ chửi bới, chúng ta lên án nọ đen kia, chúng ta yêu nước. Đừng nói những người đi cấy quanh năm bán mặt cho đất, bán nước cho trời, người ta không có nước, người ta cũng yêu nước chứ. Cho nên là chúng ta đã chọn được một con đường đi thì chúng ta lên đấu tranh với cộng đồng mà đồng mạng này, chúng ta phải có cái đầu lạnh và cái trái tim nó phải nóng bỏng. Cái đầu lạnh là gì? Lạnh trước những cái lời châm biếm của kẻ thù. Cái đầu lạnh là lạnh trước những cái lời châm chọc của những người không hiểu mình và chưa hiểu mình. Anh nói là chưa hiểu mình nhé, chưa hiểu mình đấy, không một chút nào đó bất đồng trong quan điểm này hay quan điểm khác, người ta chưa hiểu mình, chúng ta phải lạnh ở chỗ đó. Và trái tim nóng là nóng với kẻ thù, nóng với những thành phần chống lại sự bình yên của đất nước, những thành phần dân chủ nguội phá hoại cái nền độc lập tự do của đất nước mà cha ông chúng ta đã bỏ bao nhiêu xương máu mới giành được độc lập tự do ngày hôm nay. Phải như thế thì mới sống ở cái cộng đồng mạng này được. Chứ lan man là hòn đất ném đi và hòn chỉ ném lại, anh em là không ai thắng đâu hoa triệu ạ. Anh nói thực sự đấy, em không thắng. Nếu như những người mà ủng hộ em có 3 người mà những người không ủng hộ em đến 5 người thì em đã thua rồi. Thậm chí ngang nhau chăng nữa em cũng vẫn thua, thua toàn tập. Mà để mình mang ra một cái tiếng là lan man và chuyện này chuyện khác, anh biết tất cả những cộng đồng những người lên trên mạng để đấu tranh lũ bao que không ai là phản động, anh nói thực sự đấy, mà nói chân thành của Linh Tăng hôm nay, kể cả anh nói ví dụ Long Ngô có chửi Phương Nguyễn này khác cũng không phải là phản động, mà chưa phải là phản động, hoặc là Phương Nguyễn Thái Ngọc Nhiên cũng chưa là phải là phản động đấy. Cho nên đừng nên quy chuộc, chúng ta mỗi người yêu nước một cách, mỗi người có cách yêu nước riêng của mình, nhưng chúng ta yêu nước bằng cách của mình đi. Hãy làm tốt phận sự của mình, hãy đi đúng con đường của mình đã chọn. Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đấy là cũng là hành động yêu nước. Nếu nó khỏe, nó ngoan, nó học hành đến nơi đến chốn, sau này nó làm người có ích cho xã hội, đấy là chúng ta yêu nước, mà yêu nước bằng cách thiết thực nhất. Còn chúng ta nên đấu tranh như cộng đồng mạng, chúng ta cũng yêu nước. Yêu nước mỗi người yêu nước một cách. Nhưng chúng ta đừng lan man vào gọi là ai không ai bất đồng quan điểm của mình thì mình đấu tố, và chung quan điểm với mình thì mình tung hô, không phải. Và đừng nên quy chụp. Đừng nên mỗi khi mà chúng ta những người bất đồng quan điểm chúng ta quy chụp cái mũ này hay chụp cho cái mũ khác. Nói gì đi nữa Hoa Triều. Em chỉ biết nghe thôi, không nói được gì cả. Thế thì nhà em mà em cứ biết nghe thế thì anh nói anh thì thà rằng em xuống để cho anh độc thoại. Anh nói hay quá. Không, anh không có gì là hay cả đâu. Bản thân anh bụng nó cũng có những cái thứ bẩn lắm chứ không phải là trong sạch và toàn 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 diện đâu. Mình phải nói như thế, mà mình phải nói là trong cái cuộc sống của mình ấy, trong nhà mỗi trong mỗi con người chúng ta cũng có những cái tốt, cũng có những cái xấu. Không phải chúng ta tốt hẳn mà không phải chúng ta xấu hẳn, nhưng chúng ta đừng để những cái xấu nó lấn át những cái tốt, đừng để mà cái thú tính nó thắng nổi cái lý tính của con người chúng ta. Nhà nào có nọ mắm thối để góc nhà, anh nói thật sự nhà nào cũng có, đố nhà nào bảo là nhà ta không có cái nọ mắm thối để góc nhà đấy, nhưng biết đậy thì nó không tỏa mùi cho hàng xóm không nhìn thấy mà không ngửi thấy. Nếu mà để nó hở ra, vợ chồng đá thúng đụng nia, con cái cãi cọ nhau đá thúng đụng nia, nó nứt cái hất cái nắp mắm ấy ra là hàng xóm nó ngửi thấy mùi ngay. Gia đình cũng thế mà xã hội cũng vậy mà thế giới cũng thế. Chúng ta thử nghĩ ra nhân vô thập toàn, 5 ngón tay có ngón dài, ngón ngắn, chúng ta chìa bàn tay chúng ra ra xem. Chúng ta tự
ngẫm cái bản thân của chúng ta xem. Thực sự đấy, anh nói thực sự bây giờ mà nói thì các cụ xưa câu đấy là trước hết phải tu thân, tẻ ra trị quốc mới bình được thiên hạ. Chúng ta chưa bình được thiên hạ, chúng ta chưa trị quốc được, bởi vì chúng ta chưa có một cái năng lực trình độ gì để trị quốc. Nhưng chúng ta tu thân, tẻ ra đã. Tu là tu thân ở bản thân mình làm sao sống cho tốt, sống cho khỏe. Đấy, dạy con khỏe, dạy con ngoan. Đấy, sống tốt với chính bản thân mình, với những người xung quanh mình. Đấy là hành động yêu nước. Và tề ra làm sao cho những thành viên trong gia đình nhà mình đoàn kết vào một mối. Trên bảo dưới nghe, trên kính dưới nhường. Đấy là góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đấy cũng là yêu nước. Chứ đừng nghĩ là chúng ta lên mạng, chúng ta ra giả ra, chúng ta lên án ông nọ, lên án người kia và chúng ta yêu nước. Không phải. Đôi khi chúng ta nằm ngược lại cái lợi ích của đất nước. Nói gì đi em? Em chỉ muốn nghe thôi. Trước mắt là không thể nói được gì nữa. Ôi, chết rồi đấy. Tôi nhờ anh xuống đây, anh làm việc đây, nha. Vâng. Cảm ơn anh Nói nó nhé. quá, Cảm ơn anh đã chia nhiều. sẻ những điều bổ ích cho Không tất nhưng cả mà mọi nhận này. người và em cùng thấm Ôi, nhuần và nhận thức và cực. nghe. Ok. Chúc em buổi chiều vui vẻ.